Rất là vui hôm nay thấy Huyền có góp mặt vào một cái chương trình sự kiện bốc thăm của công ty. Thì Huyền có cảm nhận như thế nào khi mà mình tham gia cái sự kiện này, có hồi hộp hay không? Nói chung em rất là hồi hộp, rất là vui. Vì cái sự kiện là support này á chỉ dành cho những nhân viên xuất sắc của cái tháng 12 năm 2022. Và đến cái tháng 2 này là tất cả mọi người đều được chờ đợi một cái buổi bốc thăm may mắn ngày hôm nay, không biết là mình sẽ được giải bao nhiêu. Huyền được mấy phiếu bốc thăm? Huyền được 2 phiếu. Ước mơ trúng gì? Trúng gì cũng được, miễn là có phần thưởng. Phần thưởng là như thế nào là xứng đáng? Hình như là có một chiếc AirPlus đúng không? Đúng rồi. Chứ mình cũng muốn được một phần thưởng, đó là phần thưởng cao nhất. Rồi, mình nói thăm một lần nào, mình thăm nào. Em 2 thăm nè. Ủa, đưa chị cho. Em thăm, em thăm nhân viên. Chị Huyền. Anh lấy gì? Ai? Ủa gì? Cái giải nhất là giải bao nhiêu và Huyền có mong đợi cái giải nhất đây hay không? Giải nhất đó là một chiếc xe AirPlus. Wow. Nói chung em cũng rất là mong đợi. Tại vì năm 2021 thì em đã từng trúng mà giải iPad 11 Pro rồi. Đó là một sự may mắn. Năm nay thì em cũng hy vọng là may mắn nó sẽ lặp lại với em trong năm 2022. Ngoài cái là cái iPhone ra thì mình còn cái giải đặc biệt nào mà có thể là gọi là hấp dẫn hơn nữa không? Đó là một chiếc iPhone 14. iPhone 14 đúng không? Rồi, quá tuyệt vời, hai cái giải này là cực kỳ hấp dẫn luôn rồi đó. Và chắc có những cái công ty nào vào đầu năm mà tổ chức những cái chương trình hấp dẫn như GI Việt Nam không? Chính xác. Theo cho Huyền thì Huyền cảm nhận như thế nào khi mà Huyền làm việc tại ERA Việt Nam và cái môi trường nó có phù hợp với Huyền hay không? Thực ra cái môi trường làm việc của ERA Việt Nam là một cái môi trường rất là tốt. Có thể nói rằng tốt nhất từ trước đến nay so với tất cả những cái công ty truyền thống mà em được biết. Công ty bên mình thì về thời gian rất là tự do, sản phẩm thì nhiều. Và cái chương trình dành cho nhân viên á, lúc nào cũng được tăng lên. Tức là mỗi một thời kỳ, mỗi một giai đoạn, mỗi một quý của mỗi một năm thì ban lãnh đạo công ty đều cân nhắc và sẽ đưa ra được nhiều cái chương trình bán hàng mà rất là hấp dẫn. Sắp tới thì công ty có nhiều chuyến cho nhân viên đi du lịch, nhất là Singapore nè, Mỹ nè. Chắc là anh là theo suy nghĩ là Huyền chắc ăn là một trong những là best seller nằm trong đó rồi, và những cái chuyến đi đó chắc anh là sẽ là Huyền tham dự, phải không Huyền? Trước mắt thì em được biết là Singapore là chắc chắn rồi. Yeah. Còn Mỹ thì chưa biết. Yeah. Cái này sẽ còn chờ vào cái buổi của VNVC xảy ra ngày mùng 7 tháng 3 sắp tới. Yeah. Thì mới biết được là best seller được xuất đi Mỹ là ai. Wow, chắc là còn mong chờ sắp tới một cái sự kiện cực kỳ lớn hơn nữa, hoành tráng hơn nữa. Đó là VNVC đúng không? VNVC ngày mùng 7 tháng 3 năm nay. Rồi, cảm ơn Huyền đã chia sẻ những cái thông tin cực kỳ thú vị về cái công ty bên ERA Việt Nam ha. Chúc Huyền có một trong năm mới này có bán được nhiều sản phẩm trong năm 2023 thì cực kỳ nhiều deal và có một cái chuyến đi Mỹ gọi là trọn vẹn cùng với công ty ERA mình. Rồi, em cảm ơn anh. Rồi, chúc mừng best seller nha. Giải 6 mà là một combo áo vest EI cộng 2 áo polo EI. Dạ rồi, giải 5 là một máy lọc không khí hiệu Sharp với trị giá là 4 triệu đồng. Yeah.